Uhm, dạ em thấy cũng bình thường tại vì uh, nói chung thời bình thì uh, cũng cũng không có suy nghĩ gì về những nhiều, nhiều, nhiều cái đó nhiều thực sự em cũng không có biết nhiều tại vì em còn quá nhỏ để nói về cái ba mươi tư em sinh năm 84 mà ba mươi tư là từ hồi từ hồi mà em còn ở dưới chân mẹ em chưa lên đó là bụng nữa nên thực sự không có biết không có nghĩ gì nhiều về 30 tháng 4. Trong chương trình đặc biệt của Lý Đức Sài Saigon TV tưởng niệm 30 tháng 4 vào sáng nay, người ta xem một chiếc đoạn phỏng vấn về cảm tưởng của những người Mỹ gốc Việt về ngày 30 tháng 4 qua đó. Hai thế hệ người Việt hoàn toàn có quan điểm khác biệt về ngày 30 tháng 4. Một số người trẻ hoàn toàn không biết gì về ngày 30 tháng 4, ngược lại, người trung niên từng vượt biên hay từng sống dưới chế độ cộng sản sau 30 tháng 4 đều nhớ rất rõ ngày mà họ gọi là đầu thương này. Thật ra ngày 30 tháng 4 năm 1975 có dấu ấn lịch sử rất lớn đối với Hoa Kỳ. Một sự thảm bại trong chính sách đối ngoại dẫn đến hậu quả. Hoa Kỳ phải cưu mang hàng trăm ngàn người Việt sang tị nạn, dẫn đến chính sách di trú cho hàng trăm ngàn người Việt khác. Theo chương trình ra đi trong vòng trật tự, chương trình HO hỗ trợ cho những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hoặc những ai từng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ ở Việt Nam thời chiến. Đối với những người Việt bắt đầu từ độ tuổi có hiểu biết và lớn lên trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ không bao giờ quên được ngày đầy mâu thuẫn này. Vì đối với người miền Nam, đây là ngày uất hận vì miền Nam thất thủ rơi vào tay người cộng sản miền Bắc. Nhưng đối với người miền Bắc bên kia vĩ tuyến 17 và kể cả những người nằm vùng trong Nam ủng hộ cho quân đội cộng sản miền Bắc thì ngày 30 tháng 4 lại là ngày chiến thắng vĩ đại là ngày thống nhất đất nước và họ tổ chức ăn mừng hàng năm. Ngày 30 tháng 4 vẫn sẽ là một ngày đầy mâu thuẫn và phân hóa cho dân tộc Việt Nam hôm nay và cho đến khi nào chế độ cộng sản không còn hiện hữu trên đất Việt nữa mâu thuẫn vì lẽ, một bên thì ăn mừng mà họ không hiểu rằng sự ăn mừng trên cái chết của hàng trăm ngàn người trên biển và trên con đường tìm tự do là sự tàn nhẫn và là sự sỉ nhục ghê gớm trên xương máu của người đã chết. Chiến tranh tương tàn của Việt Nam còn để lại hàng triệu cái chết cho binh sĩ của cả hai bên. Ăn mừng ngày chiến thắng 30 tháng 4 thì cũng không khác gì ăn mừng ngày tử sĩ đất nước. Trong lúc người Việt ở hải ngoại tưởng niệm 30 tháng 4, thực sự là ngày đáng ghi nhớ và đau thương cho đất nước Việt Nam hơn là vinh quang, bởi vì trong lúc cộng đồng người Việt ngày càng xây dựng lớn mạnh ở nước ngoài thì trong nước, 46 năm dưới chế độ cộng sản, ngoài những tòa nhà xây dựng theo kiểu phương Tây thì đời sống của đại đa số người dân Việt vẫn tiếp tục nghèo đói. Nếu không thì đã không có chuyện vẫn tiếp tục có nhiều người chết để rời bỏ đất nước đi tìm miếng ăn ở Anh, ở Nam Hàn, ở Nhật. Việc một số người trẻ Việt Nam ở hải ngoại không hiểu gì về ngày 30 tháng 4 cũng là phần lỗi lớn của người đi trước, vì bố mẹ, ông bà không chia sẻ những kinh nghiệm từ nỗi đau thương cho các em biết. Người trẻ trong nước không biết gì về ngày 30 tháng 4 thì đã đành, nhưng người trẻ ở Mỹ mà không biết gì về ngày 30 tháng 4 thì thật là điều đáng tiếc. Vì thế, thế hệ người Việt đi trước cần tiếp tục dìu dắt các thế hệ sau về một phần lịch sử của đất nước để cho các em hiểu tại sao các em có mặt trên vùng đất tự do dân chủ này và tại sao người Việt hải ngoại đã chọn sự tự do thay vì chế độ cộng sản trong nước. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV.